dũng cảm, trung thực và những phát ngôn mạnh mẽ cho đất nước của mình, Oleksandr Zinchenko đã đi một chặng đường dài trong sự nghiệp bóng đá của mình. Ngôi sao người Ukraine đã gia nhập Arsenal trong một hợp đồng trị giá 30 triệu bảng sau 6 năm giành được sự ngưỡng mộ tại Manchester City. Nhưng không chỉ bóng đá mới là điều khiến anh được chú ý, Zinchenko còn được nhớ đến nhiều hơn nữa bởi sự ủng hộ của anh đối với quê hương bị tàn phá trong chiến tranh. Ngay sau khi xung đột với Nga nổ ra, Zinchenko đã lên tiếng cùng với bạn bè, gia đình và câu lạc bộ của anh về việc chiến đấu vì đất nước của mình. Thành thật mà nói, nếu không có con gái tôi, gia đình tôi, anh nói với BBC, tôi chỉ được sinh ra như vậy. Tôi biết những người ở đất nước tôi, tâm lý của họ và tất cả họ, họ nghĩ hoàn toàn giống nhau. Những giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống trong cuộc họp báo trước thềm vòng loại World Cup quan trọng của Ukraine với Scotland khi Zinchenko cầu xin chiến tranh ngừng lại. Thực tế là xung đột đã luôn theo sát sự nghiệp của Zinchenko. Khi mới 17 tuổi, anh cùng gia đình bỏ trốn khỏi Donbass và đến Nga, nơi mẹ anh tin rằng họ sẽ an toàn hơn. Nhưng điều đó đã thúc đẩy cậu thiếu niên đầy tham vọng và thúc đẩy giấc mơ bóng đá của anh. Zinchenko từng là đội trưởng của Shakhtar Donetsk ở cấp độ trẻ. Chớ chiều thay, anh lại đối đầu với đội 1 của Arsenal trong UEFA Youth League có sự góp mặt của các đồng đội mới của anh là Ainsley Maitland-Niles và Hector Bellerin vào năm 2014. Nhưng chỉ 2 tháng sau, Zinchenko rời Ukraine và tạm dừng tài năng đầy hứa hẹn của mình khi chiến tranh nổ ra ở Donbass. Tuy nhiên, Zinchenko thời trẻ không có câu lạc bộ và buộc phải giữ sức khỏe bằng cách chơi bóng đá đường phố. Anh được đào tạo miễn phí với Rubin Kazan, nhưng câu lạc bộ không thể ký hợp đồng với anh ấy vĩnh viễn vì Zinchenko vẫn còn hợp đồng với Shakhtar và sẽ có nguy cơ bị cấm chuyển nhượng nếu họ làm vậy. Cậu ấy không có lương và do đó những cầu thủ đã quyên góp tiền để cậu ấy có thể mua cho mình một thứ gì đó trong thành phố. Cựu huấn luyện viên Rubin Ronat Bialetdinov tiết lộ với BBC, cuối cùng chúng tôi nhận được thông báo rằng việc ký hợp đồng với cậu ấy là không thể và cậu ấy đã rời đi. Zinchenko đã chơi ở những giải nghiệp dư ở Nga trong 6 tháng trước khi anh được phép ký hợp đồng với FC Ufa, nơi anh sẽ gặp một biểu tượng đình đám của Arsenal. Hiệu ứng Frimpong. Trước khi ký hợp đồng với Arsenal, Zinchenko dường như luôn có duyên với pháo thủ. Trên Twitter của anh lúc này là hình ảnh chàng tiền vệ mang da màu áo trắng đỏ nổi tiếng. Và khi ở FC Ufa, anh đã kết bạn với cựu ngôi sao của pháo thủ là Emmanuel Frimpong, người đã học tại học viện Hell End nổi tiếng của Arsenal. Chính vì vậy, thật thú vị, chính Frimpong là người sẽ giúp Zinchenko học tiếng Anh trước khi chuyển đến Manchester City với giá 1,7 triệu bảng vào năm 2016. Zinchenko từng làm bạn với Frimpong, một cựu cầu thủ của Arsenal. Cậu ấy không bao giờ trả tiền cho công việc của tôi, Frimpong nói đùa trên Web Sport 24. Có lẽ nên ghi nhớ rằng Zinchenko đang nợ tiền tôi. Chúng tôi đã đồng ý rằng cậu ấy sẽ trả tiền cho tôi khi rời đi. Tôi thường tính 2.000 đô la một giờ, nhưng cậu ấy là bạn của tôi. Vì vậy chỉ tính 1.000 đô la cho cậu ấy. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho cậu ấy. Hãy nói với cậu ấy rằng điều đó rất quan trọng. Man City đã đánh bại Borussia Dortmund để có được chữ ký của Zinchenko và ngay lập tức cho PSG mượn anh. Nhưng phải một mùa giải sau, anh mới được đưa vào đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola ở vị trí hậu vệ trái thay cho Benjamin Mendy đang bị chấn thương. Zinchenko đã có 8 lần ra sân tại Premier League, giúp câu lạc bộ giành chức vô địch giải đấu năm 2018, chơi tất cả các trận đấu đó ở một vị trí không quen thuộc. Thời gian của anh ấy ở Man City sẽ chứa đầy những danh hiệu, thêm 3 chức vô địch Premier League, 1 cúp FA và 4 League Cup. Zinchenko đã có rất nhiều danh hiệu cùng với Man City. Trên bình diện quốc tế, anh đã được xác lập là nhân vật chính của đội tuyển Ukraine ở 4 hàng tiền vệ, đã phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của đất nước 2 năm trước khi có bước đột phá tại Man City. Hồi tháng 4, Guardiola thừa nhận rằng vị trí tốt nhất của Zinchenko là ở hàng tiền vệ. Đó chắc chắn phải là vị trí của cậu ấy, ông nói với những phóng viên. Khi đó, chúng tôi mang về Solskjaer với giá 2 triệu bảng từ Ukraine. Cậu ấy là số 10 trên vị trí của Phil Foden, một cầu thủ sáng tạo. Nhưng cầu thủ của chúng tôi lại không cần ở vị trí đó. Chúng tôi không có hậu vệ trong vòng nhiều năm. Fabian Delf thích nghi cực kỳ tốt ở vị trí đó và Oleks cũng vậy. Đó là bởi vì cậu ấy được đào tạo bài bản, cậu ấy biết chính xác ý nghĩa của nó. Cậu ấy thích nghi và nói, được rồi, đội cần gì, tôi sẽ làm điều đó. Bản chất hy sinh của Zinchenko đã góp phần tạo nên thành công của anh tại Man City, nơi anh được những đồng đội và người hâm mộ yêu mến. Nhưng thế giới rộng lớn hơn đã ghi nhận một Zinchenko tràn đầy cảm xúc, đã có một bài phát biểu sôi nổi kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Mọi người Ukraine đều muốn một điều, người ngăn chặn cuộc chiến này, anh nói trước trận đấu sau vòng loại World Cup với Scotland vào tháng 6. Zinchenko nhiều lần bật khóc vì cuộc chiến tranh tại quê nhà Ukraine. Tôi đã nói chuyện với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, từ những quốc gia khác nhau và cả một số trẻ em Ukraine, những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Ukraine. Họ chỉ muốn chiến tranh dừng lại. Họ có một ước mơ, đó là chấm dứt chiến tranh.
Khi nói đến bóng đá, đội tuyển Ukraine có ước mơ của riêng họ. Chúng tôi muốn mang đến những cảm xúc đáng kinh ngạc cho người dân Ukraine bởi vì người dân Ukraine xứng đáng được đảm nhận hơn. Họ chỉ muốn chiến tranh dừng lại, họ có một ước mơ chấm dứt chiến tranh. Khi nói đến bóng đá, đội tuyển Ukraine có ước mơ của riêng họ. Chúng tôi muốn đến World Cup. Chúng tôi muốn mang đến những cảm xúc đáng kinh ngạc cho người dân Ukraine bởi vì người dân Ukraine xứng đáng được nhận điều đó rất nhiều vào chính thời điểm này. Rời xa bóng đá, Oleksandr đã kết hôn với nhà báo bóng đá tuyệt vời Vlada Sedan. Cô sinh con gái của họ vào năm 2021 và họ là cặp đôi quyến rũ của Ukraine. Tuy nhiên, Mikel Arteta tốt hơn nên cảnh giác với bất kỳ rủi ro chiến thuật nào trong tương lai. Sedan từng chỉ trích Pep Guardiola sau khi loại Zinchenko khỏi đội hình xuất phát. Bạn đã thấy những gì đã xảy ra, Sedan nói với Cole. Tôi không phải là cầu thủ bóng đá, không phải là nhà phê bình hay nhà phân tích. Tôi hiểu rằng ý kiến của mình không có thẩm quyền. Zinchenko đang hạnh phúc cùng cô vợ Vlada Sedan. Có lẽ tôi không có thẩm quyền nói điều này và có lẽ Zinchenko sẽ cấm tôi. Mọi vấn đề dường như đã được giải quyết trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Pep vào năm 2021 mà Sedan và Zinchenko đã tham dự. Cô đã kể về cuộc trò chuyện giữa cầu thủ và huấn luyện viên của anh tại lễ kỷ niệm. Sedan tiết lộ, Zina nói với ông ấy, đã 50 tuổi rồi, tuổi già rồi. Đùa theo phong cách riêng của anh ấy, Pep đã nhìn anh ấy và nói, Alex, điều quan trọng nhất đối với tôi là được vợ anh thích và mọi chuyện sẽ ổn thôi.